Ok, đây là video quan trọng. Các bạn đã hoàn thành hết các video trước chưa? Đây là video nói về làm thế nào để tiếp cận khách hàng tiềm năng, hay là làm thế nào để có traffic. Traffic tức là lưu lượng truy cập, là số những khách hàng họ xem cái link affiliate của mình đấy. Thì làm thế nào để cái người mà họ thực sự có nhu cầu họ xem cái link mình mới là quan trọng, chứ không phải là làm thế nào để nhiều người xem link nhất, mà là người xem link mình là những người họ thực sự có nhu cầu. Ví dụ bạn đang muốn quảng bá sản phẩm giảm cân thì cái người họ đang muốn giảm cân họ xem, hoặc là những người họ bạn bạn muốn bán sản phẩm về yoga thì những người quan tâm yoga họ xem, thì tiếp cận đúng khách hàng tiềm năng thì đó mới là cái điều quan trọng mà chúng ta cần quan tâm, và làm nào để chúng ta bán được hàng từ những cái lưu lượng truy cập đó. Giả sử chúng ta lên clickbank.com, sau đó vào Affiliate Marketplace. Có ở đây rồi đúng không? Tạo tài khoản rồi đúng không? Chúng ta thích ngách sức khỏe, bấm vào ngách sức khỏe. Rồi chúng ta xem qua một lượt và chọn một sản phẩm mình muốn quảng bá. Ví dụ như là mình thích ngách giảm cân và mình muốn bán sản phẩm giảm mỡ bụng. Chúng ta bấm vào nút Promote. Chúng ta để ID vô, nhớ đúng không cả nhà? Bấm vào Generate Hot Link. Bấm vào copy cái link này. Đấy, chúng ta quảng bá cái link này chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu không? Là 38,96 đô. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa cái link này đến khách hàng. Cách thứ nhất đó là dùng ping. Thì ping S nó cũng giống như là Google vậy đó. Google thì công cụ toàn thế giới, còn Bing thì sử dụng chủ yếu tại Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, Anh. Thì những quốc gia phát triển như thế họ sử dụng công cụ của Bill Gates, của Microsoft, là của người giàu nhất trên thế giới hiện nay đó. Chúng ta có thể gọi là Bing S hoặc là Microsoft S ha. Rồi, bây giờ chúng ta đã có một cái link hồi nãy Hương vừa copy là link này. Link này thì nó có sẵn video và có một cái bài test. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái link này này đến khách hàng tiềm năng bằng cách nào? Ví dụ bên Mỹ cũng như Việt Nam mình muốn là giảm cân thì chúng ta search Google làm thế nào để giảm cân, hoặc là chúng ta sẽ lên Google search làm nào để đẹp da, làm nào để trị mụn, làm nào để tóc dài, làm nào để khỏe hơn, làm nào để chữa trị corona, vân vân, đúng không? Còn ở bên Mỹ thì họ cũng search ở trên một công cụ rất thông dụng, đó là trên Bing. Ví dụ những người muốn giảm cân thì họ search như thế này: How to lose weight, làm nào để giảm cân. Rất là nhiều bài post hiện ra ở đây, rất là nhiều bài viết được hiện ra ở đây. Xong, làm thế nào để bài viết của mình xuất hiện ở trang đầu tiên và lên top? Mọi người thấy nè, rất là nhiều bài viết, và ở đây có tận là trang thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, vân vân, rất là nhiều trang đã viết từ rất lâu rồi. Làm thế nào để bài mình được xuất hiện đầu tiên, xuất hiện trên trang đầu tiên và xuất hiện ở vị trí tốt nhất để khách hàng có thể nhìn thấy cái link của mình này này. Link affiliate tức là link nó đã có chữ code, đã có chữ ID của mình. Ai mà mua ở link này thì chúng ta chỉ nhận hoa hồng ha. Vậy thì làm nào để đưa cái link này vào đây? Cứ khách hàng search làm nào để giảm cân thì nó sẽ xuất hiện cái link của mình ở đây. Thì chúng ta có thể là dùng quảng cáo Bing, Bing S, bữa nay gọi là Microsoft S. Mình trả tiền cho Bing để cái link này của mình được xuất hiện ở đầu tiên. Mình trả tiền cho Bing để xuất hiện trên đầu tiên, miễn sao mà cái số tiền của chúng ta trả cho Bing này nè, để nó cho mình được ở vị trí đầu tiên, vị trí thứ hai, hoặc là những cái vị trí nào đó ở trang đầu tiên dễ thấy. Mà số tiền của chúng ta phải trả nó bé hơn số hoa hồng. Hoa hồng của chúng ta là 38,96 đô. Như vậy chúng ta trả 12 chục đô đó tùy trình độ của mỗi người, nhưng đại khái chúng ta trả ít hơn thì chúng ta sẽ có được hoa hồng, đúng không? Đấy, thì cách thứ nhất là mình đưa trực tiếp cái link vào ở trong Bing Microsoft Ads luôn. Và cách thứ hai chúng ta làm một cái trang survey theo ý mình. Ví dụ trang này nè, mình cảm thấy là khách hàng họ làm chưa ok, mình muốn là cái trang nó đẹp hơn, hoặc là chúng ta muốn tăng tỷ lệ chuyển đổi. Có nhiều cách để chúng ta bán hàng làm cái trang nó đẹp hơn và thu được email cho mình luôn và gắn code để theo dõi. Thì những cái đó nó đơn giản lắm, rất là dễ. Bữa nay có công cụ làm website hết rồi, thì chúng ta có thể đưa trực tiếp vào đây, hoặc là chúng ta tự làm một cái website và chúng ta đưa vào đây. Ấy thì cái nào thì nó cũng sẽ giúp cho khách hàng của mình thấy được cái link này và họ cảm thấy ok thì họ mua hàng, thì chúng ta sẽ có được là 38,96 đô ha. Vậy nếu mà chúng ta dùng Bing thì kết quả nó sẽ đến nhanh, khá là nhanh.
Bởi vì nhiệm vụ của mình là chỉ cần trả tiền cho bên thôi, và đưa trực tiếp thì cái link này nó sẽ nằm ở đây, và khách hàng click vô thì họ sẽ xem, họ cảm thấy ok họ mua hàng luôn. Thì rất là nhanh đúng không? Thường thường có một cái video hướng dẫn bên căn bản ở phía sau mọi người xem ha, bên căn bản thôi, để chúng ta có thể biết bắt đầu một cách dễ dàng. Rất là nhiều học viên của Hường họ có thể bán được đơn hàng đầu tiên sau 1 đến 2 đêm thực hành thôi, rất là nhanh. Tuy nhiên về căn bản trung bình thì ở trên Bing chúng ta là bắt đầu từ con số 0 kể từ lúc tạo tài khoản Clickbank luôn ấy, thì thường các bạn sẽ có đơn hàng từ 2 đến 3 tuần là bắt đầu có đơn hàng, và kể từ thời điểm đó thì chúng ta tối ưu hóa làm sao cho kết quả nó tốt hơn. Đấy là Hường vừa lấy ví dụ về Bing ha. Hiện nay nhiều học viên của Hường đã đạt con số doanh số ở trên Bing trên 15.000 đô mỗi tháng. Nếu giả sử chúng ta lợi nhuận được khoảng cỡ, nếu mà làm dở quá mà chúng ta đạt được trên 15.000, làm dở quá lời khoảng cỡ 30% thôi, thì 30% của 15.000 là bao nhiêu cả nhà? Khoảng cỡ tầm 4.500 đúng không? 4.500 thì cũng khá là nhiều đúng không? Nếu chúng ta dùng Bing, chúng ta dùng cái đòn bẩy của Internet để quảng bá như vậy thì khá là nhanh. Nhưng mà đôi khi thì nếu mà chúng ta không biết quảng bá thì nó sẽ tốn tiền ha. Nếu mà chúng ta không biết quảng bá thì tốn tiền. Bởi vì nếu mà cái lượng khách hàng của mình họ click vô, cái lượng click vô là những người không phải là những người quan tâm tới mỡ bụng, mà những người họ chỉ quan tâm tới mỡ ở cơ tay thôi, trong khi mình đang quảng bá là mỡ bụng. Thì mình phải làm, mình phải biết cách làm thế nào để lọc những đối tượng đó ra, làm thế nào để tiếp cận đúng những người đang giảm mỡ bụng, hoặc là có những người họ đang muốn giảm mỡ mà mình quảng bá mỡ bụng vô là tiêu. Vậy nên là chúng ta phải học thật kỹ cái phần kỹ thuật để tránh những cái trường hợp mất tiền oan. Bởi vì tiền, cứ khách hàng click vô là chúng ta đã tốn tiền. Họ xem không thì chúng ta không tốn nha, cứ họ click vô thì chúng ta sẽ tốn tiền. Như vậy phải đảm bảo rằng cái người click ấy là cái người thật sự quan tâm tới sản phẩm của mình thì mới tốt. Còn nếu mà không phải là cứ click nhiều là tốt hay rẻ là tốt, mà rẻ hay mắc không quan trọng, quan trọng là cái người họ click vô là thực sự cái người muốn mua hàng, sự mong muốn mua hàng của họ rất là nhiều rồi, nên là thấy sản phẩm ok, thấy phù hợp là họ mua luôn, thì đó mới là quan trọng, tạo ra lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận cao. Còn nếu mà chúng ta chưa biết kỹ năng thì có thể chúng ta sẽ bị mất tiền ở Bing Ads rất là nhiều. Ngoài ra thì Bing nó cũng có rất là nhiều cái lợi thế, ví dụ như là hỗ trợ tốt, support tốt, chi phí rẻ hơn Google và một số kênh khác. Ngoài ra thì khi mà các bạn mới bắt đầu, các bạn có thể có những cái coupon giảm giá. Nếu ai đang quảng cáo Bing mà chưa có coupon giảm giá, có thể liên hệ Hường, Hường sẽ order chi phí để có được một cái coupon nó khá rẻ thôi, nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm vài triệu. Ví dụ các bạn mới bắt đầu, các bạn có thể có được coupon khoảng tầm 200 đô một tài khoản mới, thì chúng ta chỉ cần bỏ vào vài trăm nghìn thôi, chúng ta có là 200 đô, 200 đô là khoảng 4 triệu mấy rồi. Hoặc là một số đợt thì có luôn cả coupon cho tài khoản cũ, tức là thêm khoảng tầm 400 đô nữa. Như vậy nếu mà một cái tài khoản chúng ta biết cách sử dụng thì chúng ta có coupon lên tận 400 đô, tức là gần 9 triệu để chúng ta có thể bắt đầu khởi động tiết kiệm, đúng không? Đấy thì nhắn tin cho Hường, hoặc là ở cái video cuối cùng Hường sẽ chia sẻ những cách mà Hường ở một số điều kiện Hường có thể tặng cho các bạn những coupon này. Đương nhiên là nó sẽ không phải là tặng cho tất cả mọi người, nhưng đại khái là Hường sẽ có một số cái quà tặng để chúng ta có thể bắt đầu tốt hơn. Ok, nhớ xem video cuối cùng ha. Rồi cách thứ hai là chúng ta không cần phải trả tiền cho kênh nào cả. Ví dụ như chúng ta lên youtube.com, ở trên đây mọi người có thấy rất là nhiều video ở trên youtube.com không? Thì trên youtube.com mình cũng có thể xây được một kênh. Thường cho mọi người xem một cái ví dụ về cái kênh này. Một cái kênh này thì mình có thể tạo những cái video như thế này. Mình có thể tạo những cái video này này để mình có thể là cho khách hàng xem miễn phí thôi. Khi nào mà họ cảm thấy video của mình hữu ích, hoặc cảm thấy muốn tham khảo sản phẩm thì họ mở phần mô tả họ xem ấy. Thì ở đây nó sẽ có affiliate link của mình. Affiliate link của mình thì nó sẽ giúp cho chúng ta là có được cái lượng khách hàng miễn phí, không cần phải trả tiền gì cả, miễn là chúng ta SEO, chúng ta tối ưu hóa làm thế nào để chúng ta có những cái nội dung hấp dẫn và video của chúng ta được lên top, được nhiều lượt truy cập hơn, thì chúng ta sẽ có được một lượng khách hàng sau khi mà họ xem cái phần mô tả này ha. Thì chúng ta không cần phải tốn phí gì cả. Cái này thì giống như kiểu khi mà kênh của chúng ta có nhiều lượng subscribe rồi thì chúng ta sẽ có một cái lượng khách hàng ổn định, bởi vì cái kênh nó sẽ
thường xuyên có cái lượt xem ấy. Đương nhiên chúng ta không thể nào mà lâu thật lâu chúng ta không đăng. Giai đoạn ban đầu thì có thể là chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để chúng ta làm cái video này nọ, nhưng mà khi mà chúng ta xây ổn định rồi thì không cần phải đăng quá nhiều video nữa, lâu lâu đăng để cho cái duy trì kênh thôi. Có lượt, cũng có video lượt xem ít nhưng mà cũng có những cái video lượt xem rất là lớn, nó giúp cho chúng ta thì có những cái lượng khách hàng. Đấy, cứ ở trong này là có link affiliate ha. Những video này đơn giản lắm mọi người, không cần phải giỏi tiếng Anh, cũng không cần phải biết kỹ thuật nhiều, nó có công cụ hết. Nếu mà mọi người biết một số công cụ thì có thể giúp cho chúng ta làm một cái video này khoảng cỡ 10-15 phút thôi. Nó không phải là quá nhiều công đoạn hay chúng ta sợ là không biết làm, đơn giản lắm. Có những công cụ trả phí. Thì trong nếu mà là học viên của Hường thì Hường có hỗ trợ các công cụ làm video để chúng ta đưa nó lên top, quan trọng là như vậy ha. Ví dụ một kênh như vậy thì chúng ta làm sản phẩm mang vài trăm đô một tháng, thì chúng ta làm chục kênh thì chúng ta sẽ nhân rộng nguồn thu nhập. Thì Hường vừa nói qua hai cái ví dụ, nó đại diện cho hai cái nhóm về traffic. Thứ nhất là về pay traffic, thứ hai là về free traffic. Pay traffic tức là chúng ta trả tiền để chúng ta có được khách hàng, giống như quảng cáo Win hồi nãy đó, chúng ta trả tiền cho Win chúng ta có được khách hàng. Free traffic thì chúng ta không cần phải trả tiền nhưng mà chúng ta sẽ tốn công sức nhiều hơn, tốn nhiều thời gian hơn. Đương nhiên rồi, cái nào cũng có cái lợi và cái hại của nó. Thì pay traffic ngoài Bing ra nó còn có Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads. Đặc biệt nếu mà mọi người sử dụng cái YouTube Ads nó cũng rất là hiệu quả. Rồi free traffic thì nó ít, nó không có tốn chi phí nhưng mà nó sẽ tốn thời gian. Tuy nhiên một cách kết hợp thông minh là chúng ta có thể kết hợp giữa free traffic và pay traffic thì sẽ giúp cho chúng ta là tạo doanh số nhanh hơn và thông minh hơn. Bởi vì đôi khi free traffic ấy, nó rất là lâu, có thể khiến cho chúng ta nản. Và tiếp theo nữa là nó sẽ chúng ta không có đẩy nó lên top nhanh thì nhiều khi nó sẽ bị tụt hoài á. Nên chúng ta dùng kết hợp pay traffic vô thì cái kênh của chúng ta sẽ lên nhanh hơn. Ngoài ra thì free traffic còn có Instagram, Facebook group hay là có Pinterest, có Twitter, nhiều kênh lắm. Khách hàng của chúng ta ở đâu thì chúng ta có thể làm free traffic ở kênh đó ha. Rồi Hương vừa nói xong về traffic, lưu lượng truy cập. Còn đối với người mới bắt đầu thì chúng ta nên, theo Hường thì chúng ta nên làm pay traffic trước và chúng ta trả phí trước. Bởi vì khi mà chúng ta làm pay traffic, kết quả của chúng ta sẽ đến rất là nhanh. Và sau đó thì chúng ta biết được cái sản phẩm nào là ok, sản phẩm nào phù hợp với mình, hoặc cái lượng keyword của chúng ta tìm kiếm nó thực sự đã hiệu quả chưa. Thì nhờ vào những cái thông số đó mà chúng ta mới sử dụng nó làm free traffic thì nó mới ok. Bởi rất là nhiều bạn bắt đầu làm free traffic trước, đương nhiên là tại vì các bạn không có nhiều tài chính, không có nhiều ngân sách, thiếu ngân sách để làm pay traffic, và mình cảm giác mình lo lắng, mình không dám làm pay traffic. Tuy nhiên là làm free traffic thì nó rất là lâu, có sale, những cái sale rất là rải rác, hoặc là thậm chí các bạn làm 1-2 tháng các bạn vẫn chưa có đơn hàng nào, hoặc một vài bạn làm 1-2 tháng gì đó có một vài đơn hàng khuyến khích tinh thần, có thể là may mắn vân vân. Nhưng mà chúng ta sẽ rất là lâu để có thể là biết được cái sản phẩm nó hiệu quả, cái lượng keyword nó có hiệu quả hay không. Và làm free traffic nếu mà chúng ta không có đủ kiên trì đủ lớn, ví dụ như chúng làm khoảng cỡ 6 tháng trở lên không kiên trì đủ lớn thì mình bỏ là nó mất luôn ấy. Bởi vì nó không có, chúng ta SEO cái lượng subscribe, cái lượng truy cập chưa đủ lớn thì cái kênh của mình hoặc là cái lượng follow của mình, cái lượng ghé thăm truy cập của mình ấy nó sẽ bị rớt dần dần đi. Khi nào mình làm đủ lớn rồi á thì cái lượng follow nó mới đều, lượng truy cập nó mới đều thì nó mới có thu nhập ổn định được. Nếu mà làm pay traffic trước thì chúng ta sẽ nhanh có đơn hàng hơn. Thứ nhất là tạo nguồn cảm hứng cho mình. Cái thứ hai là chúng ta sẽ biết được cái sản phẩm nào nó ok. Ngoài ra thì pay traffic nó cũng tạo ra cái doanh số nhanh. Nếu mà chúng ta làm thông minh thì chúng ta có thể là kiếm được khoảng 5-6.000 đô mỗi tháng lợi nhuận. Nhiều bạn học viên của Hường đã làm được cái điều đó ha. Đương nhiên là nếu mà các bạn muốn làm được 5-6.000 đô mỗi tháng lợi nhuận thì các bạn phải cái do doanh số hoa hồng của các bạn lên khoảng cỡ tầm gần chục nghìn đô. Thì hai cái này nó là đều có cái lợi và cái không lợi riêng.
Ví dụ như là làm free traffic thì sau này khi mà cái kênh lượng follow của chúng ta ổn định thì chúng ta không còn phải lo lắng cái chuyện mà phải phụ thuộc vào quảng cáo nữa, là chúng ta sẽ có một lượng khách hàng ổn định và hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có một cái chiến lược, đó là chiến lược ngắn hạn và chiến lược dài hạn. Ví dụ các bạn muốn nhanh có sale hơn cái làm pay traffic, nhưng mà để về đi về lâu về dài thì các bạn có thể làm free traffic kết hợp hai cái đó, để ban đầu thì chúng ta có một cái dòng thu nhập xoay vòng, và về sau thì chúng ta cũng nên nuôi cái kênh free traffic của mình để chúng ta có được dòng thu nhập ổn định hơn. Mình kết hợp cả hai và mình sẽ có chiến lược phù hợp để chúng ta có thu nhập ổn định bền vững hơn đối với affiliate marketing ha. Traffic, lời khuyên cho người mới bắt đầu thì mọi người nên xây dựng hệ thống, bởi vì khi mà chúng ta làm một cái kênh traffic mà chúng ta bán kiểu như là chúng ta không có hệ thống thì chúng ta cứ mãi mãi bán như vậy, mãi mãi đi săn và tìm kiếm khách hàng như vậy rất là mệt. Nên chúng ta phải xây dựng hệ thống. Khi có hệ thống rồi thì chúng ta sẽ có cái lượng khách hàng tự tìm đến với mình, và chúng ta sẽ never không bao giờ phải đi săn, không bao giờ phải đi tìm kiếm từng khách hàng một, bán từng người như vậy thì nó rất là gian nan, và sau này thì chúng ta sẽ không có dòng thu nhập thụ động. Nên là có những cách nhiều người đi comment này nọ, hay là có những cái Facebook group hay gì đó chúng ta kết bạn rồi chúng ta bán dạo, mà cái sự kiên trì nó không đủ lớn. Chúng ta chỉ bán một vài đơn giống kiểu là miệng liền thì nó sẽ không bao giờ giúp chúng ta có thu nhập thụ động ha. Nhưng cách chúng ta làm rất quan trọng, xem thử là cách này có giúp cho chúng ta thu nhập thụ động về sau hay không. Nếu không thì chúng ta chuyển sang cái cách khác. Còn đối với quảng cáo Bing Ads ví dụ, ngoài ra chúng ta còn có cái ads khác nữa ha. Hường rất là thích chạy quảng cáo, từ Bing Ads, Instagram Ads cho đến YouTube Ads v.v. Mục tiêu thì đối với mảng này nè, đó là nó không giới hạn. Thu nhập affiliate marketing thì nó sẽ không giới hạn đâu, nó không có mức trần nào cả. Và nếu mà chúng ta làm tốt thì thu nhập của chúng ta lên trên 10.000 đô, tức là trên 200 triệu một tháng, là chuyện rất bình thường, rất là khả thi và chúng ta có thể làm được. Nên nếu như các bạn đặt mục tiêu ban đầu và chúng ta cam kết thực hiện mục tiêu này, phải cam kết, chứ nếu mà dễ dàng đạt mục tiêu 200 triệu một tháng thì người ta cũng giàu hết rồi và không còn chỗ cho mình đâu. Nên là nếu mà các bạn cam kết và các bạn cảm thấy là 200 triệu là một con số xứng đáng để chúng ta phấn đấu và tiến lên, đương nhiên là nó sẽ không bao giờ dừng lại ở con số 200 một tháng, mà nó sẽ cao hơn, nó sẽ là chúng ta phát triển thêm vào affiliate, cũng như là chúng ta lấy cái con số đó chúng ta đi đầu tư những mảng như bất động sản chẳng hạn, hay là chứng khoán v.v. Nên nó tạo ra lợi nhuận thêm, thu nhập của chúng ta sẽ không bị dừng ở đó. Nhưng hãy nghĩ tới con số 200 triệu và chúng ta xứng đáng, chúng ta cảm thấy nó xứng đáng để chúng ta phấn đấu. Đừng có đặt mục tiêu nhỏ nhỏ, đừng có đặt mục tiêu 20 triệu hay là 10 triệu một tháng, nữa lãng phí cái lĩnh vực này lắm. Lĩnh vực này có những người thành công thì thành công rất rực rỡ, còn những người đặt mục tiêu thấp quá nhiều khi nó không đủ lớn để chúng ta vượt qua những cái khó khăn cũng như là những cái sự cần mẫn trên cái chiếc laptop của mình, thì đôi khi chúng ta sẽ bỏ cuộc. Nên các bạn hãy nghĩ lớn thì giúp chúng ta thành công rực rỡ hơn trong mảng affiliate marketing. Nghĩ lớn, mục tiêu lớn, đủ lớn sẽ giúp cho chúng ta là quên đi những cái khó khăn ban đầu, những cái thiết lập ban đầu, những cái mới tanh mà chúng ta mới làm trong mảng affiliate marketing. Internet marketing nó không phải là những cái phần kỹ thuật khó khăn đâu các bạn, đó là những cái chiến lược, những cái tư duy của mình. Và những cái kỹ thuật thì hiện nay không còn khó như hồi xưa. Ví dụ như hồi xưa các bạn làm website các bạn cảm thấy phức tạp, nhưng hôm nay làm website chỉ cần 5 phút là xong. Nhưng phần kỹ thuật đó nó đã được hỗ trợ rất là tốt nhờ vào sự phát triển của dân công nghệ đó, nên hỗ trợ cho chúng ta không cần phải lo lắng về kỹ thuật, cực kỳ đơn giản luôn. Cả tiếng Anh thì dùng Google dịch, nên các bạn cứ bắt đầu tiến lên và không phải lo gì về chúng ta có đủ khả năng hay không ha. Rất là nhiều người, nhiều cô chú 60 mấy tuổi vẫn làm tốt, hoặc là thậm chí tiếng Anh thì rất là tệ vẫn ok. Quan trọng là mình có mong muốn để thành công trong lĩnh vực này hay không ha. Trời ok, Hường vừa nói sơ qua về traffic clickbank thì chúng ta thấy đấy, chúng ta có thể làm có hai cách. Và nếu mà thắc mắc thì các bạn hãy đừng ngần ngại comment dưới video này, Hường sẽ giải đáp thêm. Các bạn đã like fanpage Sách Laptop Lên Và Đi chưa? Cùng dấn thân vào lĩnh vực affiliate và tham gia ngay vào cộng đồng Sách Laptop Lên Và Đi, cùng nhau xây dựng phong cách sống tự do, làm việc chỉ với một chiếc laptop, người Việt Nam bán hàng toàn thế giới. Tham gia group Sách Laptop Lên Và Đi và đừng quên subscribe kênh YouTube của Hường. Subscribe kênh YouTube của Hường để tăng lượng subscribe lên một chút để Hường có động lực chia sẻ nhiều hơn. Với lại nhấn vào chuông thông báo để khi nào có video chia sẻ mới nhất sẽ xuất hiện trên YouTube của các bạn. Và nếu như các bạn quan tâm tới khóa học 90 Days Up
affiliate với Clubbank chuyên sâu. Học 3 tháng từ A đến Z dành cho người mới bắt đầu, chưa biết gì, mới toanh hoàn toàn luôn, chưa có khái niệm gì affiliate marketing, chưa biết gì về Clubbank luôn. Có thể bắt đầu và tạo con số ở trên Clubbank có doanh số từ 0 cho đến trên 15.000 đô một tháng thì tùy vào cái sự cam kết của các bạn ha. Ok, nhớ subscribe kênh YouTube của Hường ha. Bye bye.